Xin chào các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam. Thì mình là Mẫn đây, hôm nay mình sẽ quay trại thỏ của anh Nghĩa ở Gò Dầu cho quý vị các bạn cùng xem ha. Đây là một cái mô hình đang phát triển, cũng anh Nghĩa cũng vừa mới nhập thỏ lòng, cũng như là mới vừa xây dựng trại để nuôi. Thì đây là cái trại nuôi thỏ của anh Nghĩa với chiều tổng diện tích là gần 60m², với chi phí đầu tư khoảng 20 triệu. Đây là một con số rất là phù hợp với túi tiền ha bà con mình. Sau đây xin giới thiệu với bà con mình, đây là một cái dàn thỏ sinh sản của trại thỏ anh Nghĩa ở Gò Dầu. Thì chuồng trại anh Nghĩa cũng áp dụng theo kỹ thuật của anh mình là lồng công nghiệp. Mỗi ngăn một con, kể cả thỏ thịt và thỏ sinh sản đều sống riêng, không con nào sống chung với con nào hết. Trại anh cũng xây cái hệ thống xử lý phân cũng như là mùi hôi, đó là dùng đệm lót sinh học ha mấy bạn. Và để an toàn trong cái kiểm soát vấn đề nước ăn, thức ăn và nước uống, thì trại thỏ của anh Nghĩa cũng ứng dụng cái van vòi uống tự động, cũng như là cái máng ăn ở trên anh Nghĩa để làm xài cái đó mình gọi là cái gì ta, mình cũng không biết gọi là cái gì nữa, cái đồ để làm nước đá hả mấy bạn. Cái đó là để sử dụng cho thỏ sinh sản ăn hả mấy bạn. Đây là một con thỏ New Zealand Line, cái dòng màu vàng các bạn. Còn xin giới thiệu với bạn, đây là cái dòng Pháp Lai, giống thỏ Pháp Lai ha. Đây là cái giống mắt kiến ngày xưa mình đó. Đây là một dãy chuồng nuôi thịt của anh Nghĩa các bạn, nhìn thấy toàn là một cái dàn máng rất là hoành tráng luôn, rất là đẹp ha các bạn. Thì trại thỏ của anh Nghĩa cũng thiết kế để chống mưa tạt gió lùa bằng cách là kết hợp giữa bạt, lưới và gạch bê tông ha mấy bạn. Ở dưới đất nền chúng ta xây lên khoảng 5 cục gạch, và ở trên che lưới, ở trên nữa là che bạt. Đây là mấy anh em đang khám thai cho một cái bé thỏ đang mang bầu, gần ngày đẻ ha mấy bạn. Đây là giống thỏ xám ha. Tuy là thỏ xám không phải là trắng mắt hồng, nhưng mà nó cũng được lai ra từ dòng New Zealand Line. Trọng lượng tối đa của mấy em này có thể đạt đến 5kg sau thời gian nuôi lâu dài hả mấy bạn. Đây là cái thao tác khám thai đối với con thỏ sinh sản mà đã to. Thì các bạn lưu ý là cái thai phôi thai nó nằm dọc theo cái phần vú, phần ở trong vú, phần bụng, chứ nó không nằm ngay háng nữa ha nha các bạn. Đây là một em New Zealand Line màu trắng mắt hồng, rất là đẹp nha các bạn. Thì chuồng của anh Nghĩa cũng đầu tư là cái lồng công nghiệp kẽm 3 ly, không xài máng ăn, máng cỏ đó mấy bạn, không xài máng cỏ ở giữa ha. Và cái rổ đẻ cũng là áp dụng cái rổ đẻ bằng nhựa luôn, nó vừa tiết kiệm chi phí mà nó vừa dễ vệ sinh ha. Cũng như là chúng ta lấy ra lấy vào trong cái quá trình con thỏ nó sinh đẻ nhiều lứa ha. Rồi đây là cái dòng, cái này là dòng bướm ha mấy bạn, dòng thỏ bướm lai, nhưng mà nó cũng lai khoảng đời F3, F4 rồi mấy bạn, rất là lâu, nhưng mà cái trọng lượng của nó vẫn đảm bảo cho mấy bạn nuôi nó đạt trọng lượng tối đa là ngoài 5kg. Còn đây là cái dòng muối tiêu thần thánh ha mấy bạn. Đây là một cái dòng hiện nay rất là nổi tiếng, rất là hot ở trên cái thị trường. Thì trại thỏ của anh Nghĩa cũng áp dụng cái khẩu phần ăn cho thỏ là gồm cám viên, bắp và lúa hột của mình ha mấy bạn, để bồi bổ thêm cái dưỡng chất cho con thỏ, cũng như là bổ sung thêm vitamin, khoáng chất đầy đủ cho cái quá trình sinh sản, mang thai cũng như là nuôi con của con thỏ sinh sản. Thì theo như anh Nghĩa được cho biết thì anh mới nuôi khoảng 4 tháng ha mấy bạn. Tại hiện tại là trại anh Nghĩa được che chắn đa số là bằng lưới hết, và bạt thì có thể kéo lên, là bởi vì cái khu vực Gò Dầu Tây Ninh này về mùa nóng nó rất là nóng. Thành ra cái nhất chúng ta có thiết kế trại thì cũng làm cao xíu, và cũng nên che bằng lưới, miễn sao mà mưa nó không tạt được vào là được, là rất là ok ha. Chứ chúng ta không nên che kín quá thì nó sẽ bị ngột ngạt, tụ hơi, kín hơi thì chúng ta sẽ không nuôi được nó hiệu quả. Thì đây là một cái hình ảnh phía bên ngoài trại của trại thỏ của anh Nghĩa hai bạn. Thì cái buổi tham quan của chúng ta đến đây có lẽ là kết thúc rồi mấy bạn. Thì xin hẹn mấy bạn cùng với bà con nông dân mình trong cái chương trình kế tiếp của Hợp tác xã Chăn nuôi Thỏ Miền Nam ha. Ok, like và share nếu như các bạn thích, và đừng quên bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất của bọn mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.